Hello, xin chào toàn thể các bác nha. Hôm nay em giới thiệu với các bác một số dòng loa bãi và một vài cái âm ly bãi hiện tại đang có tại cửa hàng của ông chú em. Thì đây đứng ra quay hộ ông chú thôi, chứ còn ông chú thì bán ở đây khá là lâu rồi, bán rất là nhiều. Hôm nay thì ít hàng quá, hôm nay về ít. Đây là cặp loa Dayton DS25B Mark 2 MK25 mã, sử dụng một củ bát 22 cm, chứ không phải là 20. 20 là nó như này thôi, một găng tay đây là 22, nhưng mà tính cả vành là thành 25. Củ 22 màng dầu nha, màng dầu. Đấy, các bác nhìn này, màng dầu nó còn chảy dầu ở đây này. Đấy, chảy cả dầu ở đây này. Đấy. Rồi bây giờ bật đèn lên cho sáng đấy. Đấy, màng dầu. Màng chảy dầu xả thôi, không xả nữa, chưa kịp xả đâu, không xả nữa. Đấy, và bên trong ở đây nó có lỗ thoát hơi này. Đô loa này thì có giá như các bác đang nhìn thấy. Bán hộ thôi, đứng ra bán hộ thôi. Loa thì có e-căng này, đấy là giá tại cửa hàng, chưa có cước vận chuyển đi đâu. Cước vận chuyển đi thì sẽ đóng gói vào hai lần bìa giấy, một lần xốp, tức là bìa xong là xốp xong lại bìa lần nữa đấy. Cực kỳ chắc chắn, các bác nhận hàng đảm bảo yên tâm tuyệt đối luôn nhé, không có sợ gọi là phần bát tép như nào đâu. Thì thùng thức này như này. Đấy thì hôm nay quay nó có hơi mẻ một tí ở đây thôi, chứ là không biết là làm gì thôi. Nó hơi bị một tí đây thôi, không sao cả, hơi bị thôi. Đây chiếc trên nhá, chiếc dưới thôi, có khi quay sau. Các bác nào chốt hàng em quay chi tiết cho các bác xem nha. Đấy, bên cạnh này thì có một chiếc loa. Đây một chiếc loa. Chiếc loa này là của hãng Dayton SS300. Chiếc này ngoài kia là có một chiếc, đây đang ngoài kia một chiếc này. Đấy, thì đây tiện quay một cái đây đã, có cái này không mở. Bên cạnh này có đôi tinh đích SP1970. Đấy. Vừa anh trẻ con ngồi chơi nó lại ấn bẹp vào này thôi, chắc là giá lại xuống nữa rồi. Chán thế, bảo ông chú ông giữ cẩn thận thì không. Rồi bên cạnh này chúng ta có tiếp một cặp Technic. Màu đen thì đây sẽ mở ra cho các bác xem nhé. Màu đen là SP2170 hàng bãi. Thì đây là chắc là cũng trẻ con nốt rồi. Về nhiều con loa nó bị như này các bác ạ. Không biết là các bác nhìn nó có rõ không, nhưng mà nói chung là như này thì giá rất là tốt thôi. Hình thức rất là đẹp. Do điều kiện là quay trong phòng nên là ánh sáng không được tốt lắm. Lúc nào test hàng thì sẽ bỏ ra ngoài để test thử cho các bác nghe. Những dòng loa Nhật nghe nhạc này thì nghe tiếng rất là hay. Đấy, nhưng mà dùng trong phòng, dùng ngoài trời nó tiếng nó hơi bị nhão, không được đầy lắm. Đây là một cặp loa LOD của Hitachi. Dòng loa cao cấp của hãng Hitachi. Model sản phẩm là HS360. Có hai vi tinh chỉnh. Có tùy chọn là hai vi tinh chỉnh, sử dụng là một bát 25, một chung 10 và một tép dom 2,5. Đấy. Sản phẩm chất lượng rất là cao, hình thức như là các bác đang xem này, thùng khá là nặng. Thùng loa này khá là nặng, tiếng bát thả rất là đầm êm và sâu. Đấy đúng thế. Bát thả rất là đầm êm và sâu, lưới này. Lưới nghe căng nó hơi bị sứt mẻ một chút về phần góc thôi. Thì các bác nào chốt đơn hàng thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Các bác xem nếu mà được đơn hàng thì các bác đến đấy, còn không thì em sẽ gửi đi. Còn nếu mà các bác không chốt được thì thôi, không sao cả. Cửa hàng bán vô tư thoải mái, vui vẻ. Loa đảm bảo là nguyên zin, về chưa có sửa chữa gì hết. Bên cạnh này thì chúng ta có một cặp loa, đó là Victor. Và model là IS606 Victor. Sản phẩm của công ty cổ phần Hitachi đấy, của JVC đấy. Đây là model Victor, đây là model GS606. Đấy, các bác nha, sử dụng là một siêu tép, một trung tép và một bass. Đấy. Thì con này bass thả rất là đầm êm và sâu, con này nếu mà nghe thử rồi tiếng bass nó thả rất hay. Đấy, thùng thì hình thức rất là đẹp. Đấy, lưới thì có hơi bị sứt mẻ một tí rồi. Đấy, lưới hơi bị sứt đầy tí thôi. Còn lại rất là đẹp. Không sao cả. Đấy. Tình trạng là như hình. Không biết là mấy hôm vào đây mấy ông có bảo giang nghịch không. Ở bên cạnh này nữa thì lại có tiếp một đôi loa DS Dayton. Model là DS28B. Model 28B và có hai vi tinh chỉnh. Sử dụng là một bát 22. Một bát 22. Một mid 12, 11, 12, 12, 11 đây. Đấy, và một tép dom 3,5. Đấy, có hai vi tinh chỉnh. Đấy, model là DS28B.
Đấy các bác nhá, và lưới rất là đẹp. Thùng này, nói chung thùng này, cái thùng này em thấy là đẹp nhất nhì ở đây này. Đấy, đôi loa này gần như đẹp nhất nhì. Và lưới thì các bác có thể xem là đây nó có vài con muỗi nó đậu vào đây thôi. Đấy, vài con muỗi đậu vào đây thôi, lưới rất là đẹp. Gần như nó còn nguyên zin. Đấy. Đấy đúng là lưới nguyên zin này, đấy. Đấy các bác nhìn này, lưới thứa gỗ nó nhìn rất là đẹp. Rất là đẹp. Giá thì thôi các bác liên hệ trực tiếp nha. Mỗi sản phẩm thì giá nó sẽ khác nhau một chút. Thì em chưa biết giá nên là thôi là cứ báo các bác liên hệ trực tiếp, sau này biết giá rồi thì nó sẽ dễ. Bây giờ chưa biết giá. Bây giờ sẽ lắp lại lưới. Lắp lại lưới nữa. Sau đầu là tí nữa đi lắp một đôi. Lắp một đôi ở trong đống này. Hình như là cái đôi này thì phải. Đôi này cho tí đi lắp vào. Đấy. À, bên cạnh này thì có một đôi Technic nữa. Thùng rất là đẹp, cái thùng này cũng khá là đẹp, hơi bụi bẩn tí thôi, lau đi sẽ sạch bóng. Dòng chú ông bận, bây giờ ông đang sửa lại cửa hàng. Cái này là Technic, model là F90, SB F90 nha. Đấy, công suất thì ghi luôn đây này. Đấy, 180W và 90W, music và design. Đấy, đây là bát mặt trống, cái loại bát mặt trống này có bác nào dân chơi nhìn phát biết luôn, con này đánh trống nào. Đấy, nổ thoát hơi ngay mặt này. Đấy, một bát, con này là bát, bát 25. Một quả trung 8 và một quả tép đĩa. Tép đĩa đi, gọi tép đĩa đi. Tép đĩa này là tép đĩa 3.5. Rồi, thì đây là cái lưới, lưới rất đẹp, lưới này đẹp. Chỉ có một chút bụi mặm ông để trong đây này đấy, chưa lau dọn thì chút bụi mặm nó bám vào đây thôi. Đang sửa lại cửa hàng nên là không dám bày ra ngoài. Bày ra ngoài ngoài kia hàng rất là nhiều nhưng mà bụi mặm bám rất là nhiều. Đó. Thì đây là lưới rất là nguyên zin. Loa gần như là nguyên zin. Về nhiều cắm loa rất là đẹp, nông này. Đấy, cái loa nào sửa thì báo luôn, cái loa nào nguyên gì thì báo luôn cho các bác. Đấy, và đây sản phẩm cuối. Sản phẩm cuối trong danh mục loa. Thì nữa em sẽ nhảy sang âm ni. Đây là cái model SS300 vừa nãy giới thiệu với các bác. Trong kia một thùng này là một thùng. Thùng này nó hơi xấu tí, nhưng thôi là có khách đặt rồi. Thùng này nó hơi bị phồng tôm ở đây một tí này. Đây nó hơi phồng tôm các bác nhìn này. Đấy, nhưng mà cái này bán rồi, cái này có khách chỗ rồi. Con này bát thả rất là êm sâu nhé. Loa này thả bát nó rất là êm sâu, lát nữa đi lắp em sẽ quay thử cho các bác xem. À, quay thực tế cho các bác xem, bát thả rất là êm và sâu. Đấy, thùng như thế này, thùng mỗi chỗ góc này nó phồng tôm này, trên này nó phồng tôm. Còn dưới rất là đẹp, dưới đẹp long lanh luôn, không phải nghĩ gì, trên này nó phồng tôm một tí. Nó giãn nở theo chiều không gian, thời gian. Đấy, mỗi loại phồng tôm một tí. Nhưng mà thôi, không sao cả, bây giờ đôi này đi lắp rồi. Đấy, lưới này, cái này hình như là về là đã bị mông má rồi. Thì loa này là năn nữa có khách nha, chốt rồi, không bán cho các bác được. Nhưng mà cho các bác nghe thử chất lượng âm thanh. Đấy, đi nắp thì phải cho các bác nghe thử, xem các bác thích thì mới mua được. Đấy, rồi ok. À, đấy, đây là về phần âm ni thì bên này có âm ni Peeler SX2020. Âm ni em sẽ bật lên và em sẽ cho, bây giờ lấy điện thoại cắm vào cho các bác nghe thử nha. Rồi đây là cái phần sau của chiếc loa. Thì bây giờ em đang kết nối với dây jack, em sẽ test thử luôn. Rồi tí nữa đi lắp có khả năng không được quay được. Thì đáp tuyến là từ 45Hz đến 20.000kHz. Công suất là có 50W thôi. Công suất rất là yếu, nó có 50W thôi. Nhưng nó chuyên về nghe nhạc. Chất lượng rất là cao. Đấy, và nghe giá nó rất là cao. Trở kháng là 8 ohm. Và model cũng như sản phẩm đây. Đấy, các bác ạ, Mitsubishi. Sản phẩm của công ty là Mitsubishi 3 tam giác. Đấy, Dayton Mitsubishi. Rồi thì bây giờ sẽ quay ra cái mặt trước nha. Bây giờ quay ra mặt trước các bác xem này. Cái bát là đấy. Cái thùng này thì rất là đẹp. Thùng bên này rất là đẹp. Em vừa bây ra thùng này rất là đẹp. Nó chỉ góc này hơi phồng một tí thôi, không sao cả. Đấy, con này thì bên này phồng trên, này phồng dưới. Rồi, thế đây là model là Dayton SS300. Bây giờ em sẽ thử phát nhạc lên cho các bác nghe nha. Em sử dụng là âm ni Peeler. Bây giờ em sẽ để âm lượng và âm thanh về bằng gốc. Đấy, đầu tiên là thử gốc cho các bác nghe đấy. Thì tiếng nó thiên về lời, sau đó các bác kích trống lên, kích bát đi tem lên thì nghe rất là hay. Thì bây giờ em sẽ chỉnh theo một số các bác dân dùng nhé. Các bác dân dùng thì sẽ cho tem lên nhiều này. Đấy, xong là bát cho các bác cũng cho lên nhiều này. Đây là phần tép. Phần tép thì em để có đến 80%, bát cũng tận là 80% thôi. Rồi, các bác, nếu mà các bác nhiều các bác nghe là thích kích hết bát, kích hết tem như này. Đấy, rồi. Này đi
không cầm chân quay, phải cầm quay tay này. Gì vậy? Ô tự văng ứng dụng rồi. Chán nhỉ. Giới thiệu thì ngắn đi thôi. Video giới thiệu dài quá. Ở bên cạnh này là có âm đi ma răng này. Đấy, bên M là 54. Ma răng bên M 54. Cái này thì em chưa đấu loa. Đấy. Còn cái này là bên cạnh đây là Bioler SA 8009. Cái này thì em cũng chưa thiết lập dây răng thì cũng chưa thử luôn cho các bác xem được. Đây là điều sơ suất thôi đùa. Cái này sẽ test sau, thì trong 1-2 hôm sẽ test cho các bác xem. Đấy, thì từ mùng 1, mùng 8 đến hàng tháng, những các hàng này thì em chỉ có giá tại cửa hàng, nó không bao xíu được, giá lợi nhuận rất là thấp. Nãy được có ít tiền mà như nào đấy. Ok, hẹn các bác video sau nha, bây giờ em phải đi đóng gói đôi này, đi rồi.